Hello, chào tất cả anh em. Giá nước ngoài designer thì luôn luôn bị cho rằng mùi hương định mũi, chiều theo số đông. Và so sánh với nước ngoài niche, nó có một cái khoảng cách rất là lớn. Do đó, cái video của mình ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em top 10 chai nước ngoài designer nhưng có chất lượng với niche, ngang hàng với niche. Mình hy vọng rằng qua video này thì các anh em có thể hiểu được một chút rằng chỉ cần chúng ta mất một chút thời gian, chúng ta đào sâu một chút thì hoàn toàn có thể sở hữu những chai nước ngoài designer có chất lượng rất là tốt, có một cái mùi hương rất là sâu lắng đó. Và nếu như anh em lần đầu theo dõi video này của mình thì hãy like và subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé. Còn bây giờ chúng ta let's start. Ở vị trí số 10 chai nước ngoài mình muốn giới thiệu là cho anh em đó là John Varvatos Artisan Pure. Đây là chai nước ngoài mùi hương citrus và phải nói thật là so sánh với một số những sản phẩm của nhà Le Labour, Syrof, Jacna, những chai nước hoa cũng thuần mùi citrus thì mình không hề thấy có một cái sự khác biệt quá là lớn lao ngoại trừ là về giá cả. Các anh em hoàn toàn có thể tự tin và yên tâm khi mà bỏ tiền sở hữu chai nước hoa này và có một cái mùi hương rất là ok, rất là thích hợp trong mùa hè đó. Thì chai nước hoa đầu tiên mình muốn giới thiệu lên cho anh em đó là một sản phẩm của nhà John Varvatos. Ở vị trí số 9, đây là một sản phẩm của nhà Thierry Mugler Homart. Nếu như các anh em nào đang cần tìm một mùi hương của rượu, còn về niche hay design thì mình không quan tâm, thì chắc chắn Thierry Mugler Homart là một trong những chai mà các anh em nên tìm hiểu. Với cái sự kết hợp của rượu, bạn ấy có mùi hương rất là cá tính, rất là độc đáo và không đụng hàng bất kỳ một chai nước hoa nào. Do đó, ở vị trí số 9 là một sản phẩm của nhà Thierry Mugler. Ở vị trí số 8 đó là L'Occitane Audible. Đây là cái mùi hương giữa vani và nhang. Thật sự mà nói thì mình không quá ấn tượng với những cái nguyên liệu đến từ Trung Đông, ví dụ nhang, trầm hay là một cái gì đó. Thế nhưng ở cái chai nước hoa này thì mình lại hoàn toàn khác, bởi vì mùi hương vani của nó kết hợp rất là nhuyễn với nhang, tạo nên cái mùi hương mình không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng nó rất là cân bằng, nó rất là có một cái cá tính rất là cao. Thậm chí là YouTuber Fragrance Bros khi mà làm review chai nước hoa này đã đánh giá là L'Occitane Audible này xứng đáng là King of the Vanilla Perfume, có nghĩa là một dạng kiểu có ông vua về mùi hương vanilla. Mình không dám đánh giá nó quá là vượt, gọi là hẳn lên so với các chai nước hoa khác mùi vani. Thế nhưng nó chắc chắn là nằm trong những cái chai nước hoa gọi là xuất sắc từ về nguyên liệu vani đó, L'Occitane Audible. Ở vị số 7 đó là Garland Lone Idea. Nốt hương hạnh nhân không bao giờ là dễ dàng, kể cả là niche hay là indie, chứ đừng nói là về designer. Thế nhưng Garland đã làm rất tốt, làm rất là ok. Khi chúng ta ngửi mùi hương này thì nó giống như một cái chiếc bánh ngọt cùng với hạnh nhân ngọt bùi và không hề ngấy, không hề dữ dội, giống như kiểu là Parfum de Mali Pegasus. Xịt mùi hương chai nước hoa này vào những ngày mùa đông thì mình nghĩ là chúng ta không còn gì để nói nữa. Đó, do đó ở vị trí số 1987, Garland Lone Idea. Ở vị trí số 6 đó là Valentino Warmore. Đây chắc chắn là cái mùi hương của mọi người đàn ông cần phải có. Mình không cần biết là nó là một sản phẩm đến từ một thương hiệu thời trang, thế nhưng với mùi hương này thì mọi người đàn ông cổ điển lịch lãm cần phải có. Lớp tất cả những gì mình nói về mùi hương chai nước hoa này, một mùi hương cappuccino cực kỳ là thu hút đó, ở vị trí số 6 Valentino Urmore. Ở vị trí số 5 đó là Bentley Intense, một mùi hương có thể gọi là sánh ngang với chất lượng của Tom Ford. Đã có rất nhiều những video, Tây cũng có, ta cũng có, nói về mùi hương chai nước hoa này, và thực sự nó xứng đáng từng xu một khi mà chúng ta sở hữu mùi hương này, đặc biệt với các anh em nào tầm từ khoảng 30 và chúng ta có thể là làm office, làm boss hay làm manager mà chúng ta cần một cái mùi hương mùa lạnh ấy, chúng ta xịt để đi các cái dịp, thì Bentley Intense chắc chắn rồi, đây là cái mùi hương các anh em nên sở hữu. Ở vị trí số 4, Prada Amber Palm Intense. Đây là cái mùi hương không dành cho số đông, không dành cho các anh em mới chơi nước hoa, bởi vì quắc hương kết hợp cùng với một số những nguyên liệu khác như vanilla, xạ tạo nên cái mùi hương đặc biệt, cá tính, không đụng hàng với bất kỳ một chai nước hoa nào đến hiện tại mình đang được ngửi. Và nó đến từ một thương hiệu có thế mạnh về Shopee,
thế nhưng lại làm chai nước hoa này rất là xuất sắc. Prada Amber Pro Homme Intense. Các anh em nào có một phong cách trầm lắng, hơi điềm đạm một chút và xịt chai nước hoa này thì rất là ok. Do đó ở vị trí số 4 là một sản phẩm của nhà Prada. Ở vị trí số 3 đó là Chadwick & Vontae Titus Him. Mình rất thích chai nước hoa này, mặc dù mình không phải là một người quá là ưa những cái gu út và nói chung là những cái nguyên liệu mùi đậm, thế nhưng ở chai nước hoa này thì nó lại làm mình thay đổi khá là nhiều. Và nói thật là mình đang rất là mong đến mùa đông để có thể xịt được chai nước hoa này, đặc biệt là những cái ngày lạnh và hơi mưa phùn một chút, bởi vì nó mang cho mình một cái trải nghiệm khá là thú vị, rất là thú vị luôn. Các anh em nào mà cần một cái mùi hương độc đáo và sử dụng trong mùa đông thì Chadwick & Vontae Titus Him này mình gợi ý đến cho các anh em đó ở vị trí số 3. Ở vị trí số 2 đó là một sản phẩm của nhà Roberto Cavalli Warmer. Đây là cái chai nước hoa mình đánh giá rất cao về các cái sự cân bằng giữa các nốt nguyên liệu của nó với sự kết hợp của mật ong, tonkabin và saffron. Nhưng cái ngọt của nó mặc dù rất đậm thế nhưng nó vẫn giữ được cái vị phấn của saffron và ngửi chúng ta cảm thấy ngọt nhưng mà không bị ngấy, vẫn cảm thấy có một cái gì đó rất là dễ chịu, trong trẻo. Và đấy là một cái mà đấy là cái mình đánh giá rất là cao về chai nước hoa này. Có những người anh em của mình thì nghĩ rằng mùi hương này hơi già và hợp với những bạn ở khoảng tầm 30, thế nhưng cá nhân mình thì mình thấy chai nước hoa này không bị giới hạn về độ tuổi. Các anh em nào có một cái sự sexy gọi là như thế này, hơi đong đưa một chút thì cũng hoàn toàn có thể xịt được chai nước hoa này Roberto Cavalli Uomo. Và cuối cùng, chai nước hoa số 1 mình muốn giới thiệu cho các anh em đó là Banana Republic Tobacco and Tonkabin. Đây là một chai nước hoa mà có nốt thuốc lá, hoàn toàn có thể đương đầu được với tất cả những chai nước hoa niche hay indie. Với sự kết hợp giữa lê, thuốc lá và tonkabin tạo nên cái mùi hương gọi là bùng nổ. Nó có nét tương đồng với Herod nhưng cá nhân mình thì mình đánh giá nó hay hơn, nó mềm mại hơn, nó uyển chuyển hơn và nó xứng đáng là một trong những chai nước hoa xứng đáng đến từng xu nhỏ đó. Anh em nếu có điều kiện thì nên sở hữu chai nước hoa này. Vừa xong mình vừa giới thiệu cho anh em top 10 chai nước hoa designer nhưng có chất lượng niche, có chất lượng rất là tốt. Mình hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu mọi người cảm thấy video có giá trị thì subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.